Watch. Qua rồi cái thời sử dụng bản đồ giấy để tìm đường đi. Bây giờ, chúng ta có các thiết bị thông minh, tích hợp sẵn tiện ích chỉ đường, trên cổ tay và trong túi quần. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xem đường đi trên Apple Watch. Thất tiếc, nếu bạn là tín đồ của Google Maps, bạn sẽ không còn tìm thấy ứng dụng bản đồ này trên Apple Watch. Google Maps đã ngừng hỗ trợ Apple Watch từ năm 2017. Mặc dù vậy, bạn vẫn có thể sử dụng Google Maps trên CarPlay, iOS và iPadOS, e nhưng với Apple Watch. Bạn cần chuyển sang sử dụng ứng dụng bản đồ chính chủ của Apple, vì là ứng dụng của Apple nên nó tương thích với tất cả các thiết bị do hãng này làm ra trên Apple Watch. Ứng dụng Apple Maps có biểu tượng là hình mũi tên màu trắng nằm chính giữa hình tròn màu xanh. Dữ liệu Apple Maps sẽ được đồng bộ giữa iPhone, iPad và Apple Watch. Tuy vậy, hai phần Favorites và Collections lại được tạo ra trên iPhone. Collections là tập hợp các điểm đến được chia sẻ qua email, tin nhắn SMS, mạng xã hội trong khi đó, Favorites là những điểm đến cá nhân của riêng bạn. Điểm của hệ thống chỉ đường trên Apple Watch là nó có khả năng phản hồi xúc giác. Khi hướng đi thay đổi, Apple Watch sẽ phát âm báo, đồng thời bạn sẽ nhận thấy thiết bị này chạm nhẹ lên da tay của mình.